Lời nói đầu tiên Cảnh mến chào quý khán giả thân yêu đã đến với kênh Hữu Cảnh Kết Nối. Thì hôm nay Cảnh có nhận được số điện thoại của anh Hoàng ở bên Mỹ. Anh Hoàng có gọi cho Cảnh là nhờ Cảnh tìm cho anh một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì giờ đây mong quý vị khán giả cùng theo Cảnh để nghe anh Hoàng tâm sự ha. Em chào anh Hoàng ha. Chào anh Phỏng. Dạ. Anh Hoàng, trước tiên mình chào quý vị khán giả đến anh Hoàng. Ôi Hoàng, tôi xin chào khán giả bên Việt Nam. Một lời tốt đẹp đến mọi người. Dạ, anh Hoàng cho em được biết là hiện tại năm nay anh được bao nhiêu tuổi anh Hoàng? 57 tuổi. À, anh Hoàng 57 tuổi. Anh Hoàng, hiện tại giờ anh đang trong giờ làm việc đó hả anh Hoàng? Dạ. Rồi anh Hoàng cho em được biết cái tình trạng hôn nhân của anh sao đó, anh Hoàng? Tôi ly hôn và tôi bỏ về Việt Nam. Dạ, anh ly hôn vợ mấy năm Tôi ly rồi? hôn vốn mặt 5 năm. Vậy anh ly hôn vợ là hồi năm đó, anh 52 tuổi. Anh có mấy người con anh Hoàng? Không có. Wow, anh không có con. À, mình chung sống như bà xã được bao nhiêu năm mà phải ly hôn á anh Hoàng? Có hơn 5 năm rồi. Mới hơn năm hả anh? Lúc đó làm giấy tờ bỏ lắm nên mới vào đây được 5 năm, cô bỏ về Việt Nam. À, cô người đó đã bỏ về Việt Nam ha. Ở anh đang trong giờ làm việc đó, nó có bắt tiện vụ ghi hình không anh? Ok. Ok ha. Anh qua bên Mỹ được bao nhiêu năm rồi anh Hoàng? Chính vì sao? Sao chứ? Năm. 25 năm. Nói chung là bây giờ Ok. Phan anh Hoàng ơi, chắc em ngưng cái cuộc ghi hình quá, em ngưng quá. Tại vì mà Sao? cái cuộc ghi hình của mình nó thành quay lên cộng đồng mạng, nó xem người ta xem thì nói chung trong cái cuộc ghi hình mình phải là nghiêm túc vào cái công việc đó. Mà bây giờ anh đang có cái Dạ, công việc rồi, em nghĩ nó không có thuận tiện đâu á. Anh có thể thì mà tôi thấy ok mà. hả? Ok, được. Được không? Tại em Được, thấy tôi thấy đi, tôi hình thoải mái. anh thấy em anh Ok. cho em hỏi mà hồi đó, hồi mà anh còn trai tăng tới ngày anh cưới vợ năm đó, anh cưới vợ bao nhiêu tuổi anh mới cưới vợ anh Hoàng? Tôi vào 2015. 2015. Dạ. Mà sao anh có cưới vợ trễ vậy anh Hoàng? Hoàn cảnh đẩy đưa, coi như là lo đi học rồi đi làm. Dạ. Hiện tại giờ anh Hoàng ở bên đó anh thu nhập một tháng được bao nhiêu tiền anh Hoàng? Ba nhà. Tháng được 3.000 Việt Nam. Anh có nhà bên bên Mỹ không anh? Ở nhà bên ông anh. Dạ, ở nhà của ông anh ha. Ông năm cho ở. Em nghe tiếng nói của anh là
Hình như là anh qua bển cũng lâu năm mà đúng không anh Hoàng? Anh nói em mà anh thôi vợ cách đây mấy năm chứ? Tôi vào 2020. À, cách đây 4 năm. Trong suốt 4 năm nay chưa tìm được người nào thích hợp hả anh Hoàng? Rồi bây giờ theo yêu cầu của anh, giờ anh muốn tìm một người phụ nữ đó độ tuổi khoảng bao nhiêu và có tính tình sao á anh Hoàng? À thì theo mà ngoài cái cô Thị Dương thì giả tỷ những người khác mà người ta thích anh á, người ta xin số điện là anh có chấp nhận cho không? Không sao. Dạ để tìm hiểu xem sao ha. À, theo anh Hoàng năm nay là 57 tuổi thì cái cô Thị Dương á năm nay 34 tuổi. Thì trong xong cái cuộc ghi hình này em sẽ trao đổi qua Thị Dương, em hỏi ý kiến của Thị Dương xong rồi em sẽ gửi số điện cho anh để tìm hiểu thử xem sao ha. Rồi anh giả tỷ ở bên Mỹ đi, rồi anh quen Thị Dương ở bên Việt Nam thì anh nghĩ nó có bắt tiện không anh Hoàng? Quê hương mình mà và được. Rồi theo anh ở bển là anh có quốc tịch ở bển không? Anh có quốc tịch ở bên đó không anh Hoàng? Có. Có hả? Giờ hiện tại giờ bản thân của anh là quốc tịch Mỹ luôn ha. Quê quán Việt Nam của anh là nằm ở tỉnh nào anh Hoàng? Sài Gòn. Sài Gòn. Em nghĩ cái cuộc ghi hình này nó rồi bây giờ nè. Ok. Thoải mái. Bây giờ anh còn điều gì nói khán giả nữa không? Chúc khán giả được làm ăn phát tài và ước tâm được kết nối được nhiều người. Ok. Vậy thôi bây Và giờ công việc là của anh được công việc của anh được mọi sự tốt đẹp. vâng, thì bây giờ em xin tóm tắt câu chuyện gì hả anh Hoàng? Anh Hoàng năm nay là 57 tuổi, không có con vướng bận. Hiện tại anh Hoàng sống ở bên Mỹ thì muốn nhờ cảnh tìm cho một nửa mảnh ghép yêu thương. Hiện tại giờ anh Hoàng đang để ý một người ở trên kênh của cảnh, thì nếu mà người đó mà hai người mà tìm hiểu nhau trong quá trình tìm hiểu mà không được suôn sẻ thì em sẽ tìm hiểu cho người khác anh Hoàng. Tôi có số điện thoại của Thị Dương trước để Rồi ok anh. tôi kết nối. Ok. Rồi vậy cảnh cũng xin chúc cho quý khán giả gần xa trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và em cũng xin chúc anh gặp nhiều may mắn anh Hoàng. Rồi anh em mình bye bye, tạm biệt khán giả anh Hoàng. Rồi, xin chào anh. Bye bye.